Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy, hay còn gọi là filler, để nâng mũi. Bệnh nhân nữ 30 tuổi ngụ tại Bình Tân đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng vùng mũi, miệng bầm tím, vùng nhân trung và môi phù nề, trên mũi xuất hiện các nốt có mủ, đống mài vàng. Bệnh nhân không sốt, than đầu, ăn uống kém. Người này cho biết do mũi thấp nên cách đây 3 ngày chị được người quen giới thiệu đến một cơ sở spa ở quận Bình Tân để tiêm filler nâng mũi. Sau khi tiêm được vài giờ, vùng miệng bệnh nhân sưng, bầm đỏ, cảm giác đau tê. 2-3 ngày sau, khi da bắt đầu đỏ nhiều, nổi mủ trắng, bệnh nhân liên hệ lại spa và được giải thích da đang đào thải độc tố. Và sau đó, do quá lo lắng, người này đến trực tiếp spa và được tiêm thuốc giải nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Da đỏ và mụn mủ nổi nhiều hơn. Bệnh nhân này vội đến Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh để được thăm khám. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đang có biểu hiện của tình trạng hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy. Nguyên nhân có thể do tắc mạch khi tiêm một lượng filler khá lớn, 2cc vào vùng mũi cùng một thời điểm gây chèn ép mạch máu, hoặc tiêm không đúng kỹ thuật dẫn đến việc chất làm đầy đi vào lòng mạch gây thuyên tắc. Cụ thể trên bệnh nhân này, để điều trị an toàn hơn cho vùng mũi khi mà tiêm chất làm đầy thì các bác sĩ thường thực hiện với kỹ thuật cannula nhiều hơn là kim tiêm. Và trong suốt quá trình thực hiện thì chúng ta phải nhận diện ra ngay những cái dấu hiệu tai biến xảy ra để mà chúng ta ngưng thủ thuật ngay vào thời điểm đó. Bởi vì nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục tiến hành thì tai biến diễn ra sẽ càng nặng nề hơn và cái việc mà phục hồi cho bệnh nhân sau đó lại càng khó khăn nhiều hơn nữa.